Sư, khi một người đang chịu quả bất thiện, không những người đó phải chịu mà những người xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Người đó nên sám hối làm các thiện nghiệp để bù đắp lại tội lỗi và gieo nhân thiện mới như thế nào? Cụ thể, người hay quên trong công việc không những làm ảnh hưởng công việc cá nhân, mà đôi khi có những khâu quan trọng của tập thể được giao cho người đó mà người đó quên làm trì trệ công việc của tập thể. Nó có một cái việc như thế này sư chia sẻ với quý vị đó, là mỗi một cái công việc đó nên giao cho cái người chuyên nghiệp làm, việc chuyên nghiệp để người chuyên nghiệp làm. Nếu như chúng ta nhắm mà chúng ta hay quên đó, thì chúng ta không nên nhận những cái công việc mà nó chúng ta không có làm được đó. Nhắm mà mình không thực hiện được thì đừng có nhận, để cho người ta giao cái công việc đó cho người khác. Thì như vậy đó, mình sẽ không có bị mắc vào một cái việc là chính vì cái sự hay quên của mình mà mình ảnh hưởng đến người khác. Ví dụ như sư có một cái việc rất là lạ, đó là sư rất hay quên cái việc uống thuốc, rất hay quên uống thuốc. Mà chính vì vậy đó, có đôi khi đó sư chăm sóc một cái vị sư bệnh đó, thì có khi là sư cũng quên cho vị đó uống thuốc. Thì khi sư biết như vậy thì sư không có nhận lãnh trách nhiệm đó nữa, mà sư nhờ người khác, cái người mà họ không có khả năng quên, nhờ vị đó chăm lo cái khâu cho vị sư bệnh uống thuốc. Tại vì mình biết là mình quên uống thuốc thì nó chỉ có cái mình chịu khổ thôi. Nhưng mà khi mà vị sư khác uống thuốc mà mình cũng quên thì đó lại là một cái việc nghiêm trọng. Cho nên việc chuyên nghiệp để người chuyên nghiệp làm, mình làm không được mình để người khác làm. Mình quên thì mình để cho người khác nhớ mà họ làm. Cái việc sám hối đó thì đương nhiên là cần thiết. Nhưng mà nếu như mà mình nhắm mà mình không thể làm được thì mình không nên nhận lãnh trách nhiệm đó. Đơn giản vậy thôi. Rồi ngoài ra nó có những cái cách mà nó giúp cho chúng ta tăng cường cái trí nhớ. Ví dụ như làm được thì làm liền, không có chần chờ nó sẽ quên. Rồi nó chúng ta có thể, quý vị, nếu mà công việc mà nó có thời hạn đó, quý vị nên làm một cái lịch, nên làm cái lịch đó. Quý vị ngó đây, quý vị thấy sư có cái lịch ở sau lưng á đó. Quý vị nên, chúng ta nên có một cái lịch, chúng ta đánh dấu ví dụ ngày hôm đó công việc đó cần phải làm, chúng ta đánh dấu, thì nhờ như vậy thì nó sẽ nhắc nhở chúng ta. Hoặc là bây giờ chúng ta có điện thoại đó, đặt cái lịch nhắc nhở nha, đặt lịch nhắc nhở. Và một số vị đó là thậm chí là có cái bảng hoặc là có cái quyển sổ, cái việc gì đó vì đó ghi lại liền để không có quên. Tại vì chúng ta không chắc là chúng ta có thể chúng ta nhớ, có khi chúng ta quên đó. Thì để mà tránh cái việc đó thì chúng ta ghi lại liền trên bảng hoặc là trên cái tờ giấy đó. Nhờ như vậy thì bản thân cái việc đó nó cũng sẽ nhắc nhở chúng ta, hoặc là chúng ta nhờ người khác nhắc chúng ta đó, nhờ người khác nhắc chúng ta cũng được. Còn cái chuyện mà làm các cái thiện nghiệp để bù đắp lại đó, thì đó là cái chuyện nên làm. Nó tùy theo cái việc mà cụ thể là công việc gì mà chúng ta nên làm những cái việc thiện, nó giống giống như vậy, để chúng ta giống như là chúng ta
bù đắp lại cái tội lỗi. Ví dụ như vì cái chuyện mà chúng ta quên tưới cây mà cái cây nó bị chết, thì chúng ta nên hối lỗi bằng cách là chúng ta cúng dường lại, chúng ta mua lại, chúng ta đền nó những cái cây khác đẹp hơn, tốt hơn đó. Hoặc là vì cái chuyện chúng ta hay quên mà chúng ta làm trễ một cái gì đó, thì chúng ta có thể là chúng ta định giá nó bao nhiêu tiền đó, rồi chúng ta đền bù lại. Thì chúng ta làm vài đợt như vậy là tự nhiên là chúng ta sẽ có cái tác dụng ha. Thành ra đó, con loài người đó, loài người sở dĩ mà loài người sử dụng chữ viết là bởi vì cái trí nhớ của loài người càng ngày càng suy giảm. Khi xưa những cái kinh tạng, những cái gì, những cái nền văn hóa thì người ta chỉ cần truyền miệng cho nhau thôi, bởi vì cái sự ghi nhớ của chúng sanh thời xưa đó, cái khả năng ghi nhớ của họ rất là tốt, cho nên họ không có nhu cầu ghi lại. Sư lấy ví dụ như chúng ta nhớ 1 cộng 1 bằng 2, 1 cộng 2 bằng 3, 1 cộng 3 bằng 4, 1 cộng 4 bằng 5, thì không có ai rảnh rỗi mà lại ghi ra tờ giấy đó 1 cộng 1 bằng 2, 1 cộng 2 bằng 3, 1 cộng 3 bằng 4, 1 cộng 4 bằng 5. Chúng ta ghi ra giấy để chúng ta sợ quên, không ai vậy hết trơn á. Tại vì chúng ta đủ sức chúng ta nhớ, hồi xưa cũng vậy, những cái nền văn hóa họ đủ sức họ nhớ, thành ra họ không có chữ viết. Nhưng mà càng lúc về sau đó, chúng sanh càng lúc càng trí nhớ càng kém đó, cho nên là chữ viết được sử dụng để chi vậy? Để truyền thừa lại, để truyền thừa lại. Thành ra bây giờ nếu như cái gì mà chúng ta hay quên, làm ơn ghi ra tờ giấy, ghi ra tờ giấy để nó nhắc nhở chúng ta, thì chúng ta khỏi quên. Rồi khi mà chúng ta nói về nghiệp thì nó có những cái nghiệp mà nó khiến cho chúng ta kém trí nhớ. Quý vị phải nhớ để mà quý vị làm các cái nghiệp mà nó hỗ trợ trí nhớ. Thứ nhất là khi chúng ta uống rượu và các chất say, nó sẽ khiến cho chúng ta có cái nghiệp mất trí. Khi mà các cái nghiệp đó nó nhẹ đi rất là nhiều thì chúng ta chỉ còn lại là bị trí nhớ kém thôi ha. Đó thì nó là một thứ nghiệp. Thành ra muốn cải thiện trí nhớ, đầu tiên làm ơn giữ cái giới này: từ giờ trở đi tôi không bao giờ uống rượu và các chất say, dù với bất kỳ nguyên nhân nào. Muốn cải thiện thì phải làm. Cái thứ hai, cái nghiệp mà nó dẫn đến cái chuyện là trí nhớ kém đó, là chúng ta coi thường trí nhớ của người khác, chúng ta chê bai, chúng ta chọc ghẹo, chúng ta chỉ trích người khác, chúng ta coi thường người khác bởi vì họ trí nhớ kém. Thành ra đó, thấy ai học dốt, làm ơn đừng có chửi họ, làm ơn đừng có cười cợt họ, làm ơn đừng có sỉ nhục họ, làm ơn đừng có chê trách họ. Bởi vì khi chúng ta tấn công họ như vậy đó, là chúng ta đang gieo cái nghiệp kém trí nhớ về sau. Sẵn nhắc luôn, nhất là những vị mà đang làm cha làm mẹ, làm ông làm bà, nhắc nhở con của mình. Ở lớp lúc nào nó cũng có đứa học giỏi học kém. Mấy cái đứa học kém á, đừng có cười tụi nó, đừng có chọc ghẹo tụi nó, đừng có chê tụi nó. Tại vì nếu mà con chọc ghẹo, con cười, con chê là con tạo ra một cái nghiệp sau này con cũng sẽ y chang như nó. Nhớ giùm. Một cái thứ, cái nghiệp thứ ba đó dẫn đến cái trí nhớ kém đó, là do chúng ta không có tôn trọng giáo pháp, không có tôn trọng những cái thiện tri thức, những cái kiến thức mà hiền thiện, chúng ta không có tôn trọng. Ví dụ như
Chúng ta coi thường giáo pháp, chúng ta coi thường một cái vị pháp sư, chúng ta thấy một cái vị giảng pháp chúng ta coi thường, hoặc là chúng ta đang nghe pháp, chúng ta đang đọc pháp mà chúng ta lại làm một cái chuyện khác, ví dụ như vừa nghe pháp vừa chơi game, vừa nghe pháp vừa lướt Facebook. Thì những cái kiểu mà chúng ta coi thường pháp như thế, nó sẽ dẫn đến chuyện trí nhớ chúng ta bị kém ha.